mẹ đó, ba chị em Min bắp bơ giỏi lắm luôn, lấy đồ phụ mẹ. Giỏi lắm cả nhà ơi. Bà báo hữu của nhà tôi. Bà báo hữu của nhà tôi. Ba cục vàng của tôi đó. Giỏi lắm cả nhà ơi, rồi góp mình sữa rồi. Đi lấy đồ, đang uống sữa mà còn không quên nhiệm vụ lấy đồ nha cả nhà. Đó, em Út á, em Út nhà ta nè. Giỏi lắm. Đây, đó, đây em Ba với chị Hai. Hello cả nhà nha, hôm nay thì trời mưa gió bão bùng rồi nè cả nhà ơi, bão rồi đó. Chị Hai nè, em Ba nè, bé Bơ nè, cùng nhau lấy đồ vô phụ mẹ nha. Giỏi lắm cả nhà ơi, mỗi người một công việc nè đó. Chị Hai lấy rồi em Bắp bưng vô, và em Bơ vừa lấy vừa bưng luôn đó. Để đóng đồ mẹ chưa dọn. Giỏi lắm tới. Mưa quá cả nhà ơi. Lắm. Nhìn biết ở đây nha cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui.